Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một món ăn vặt cực kỳ tốt cho sức khỏe á. Mình có thể ăn nhiều mà không sợ tăng cân. Và ăn cái này thì nó sẽ giúp chống lão hóa, giúp các bạn trẻ lâu hơn và sức khỏe tốt hơn. Thì đây là cái cacao nít, hay còn gọi là cái cao ngồi đó. Thì cái cao ngồi nói sâm tụ ra thì đây chỉ là một cái phần lõi của cacao thôi, hay còn gọi là ông cố nội của sô cô la mà các bạn hay ăn á, tổ tiên của sô cô la mà các bạn hay ăn á. Bởi vì sô cô la của các bạn hay ăn thì thường có mức cacao là từ 30 đến 50%, phần còn lại là chỉ là đường với sữa thôi. Thì đây là sô cô la hoàn toàn là nguyên chất. Bởi vì cacao ngồi hay còn được biết đến là phần lõi của hạt cacao, và sau khi mà người ta đã thu hoạch thì sẽ phân loại, làm sạch, lên men và phơi khô, rang lên và đem tách vỏ. Thì trong cái quá trình tách vỏ sẽ diễn ra quá trình kiềm hóa, làm giảm cho cái độ chua của cacao nè. Phần nhân còn lại của cacao chính là các cacao ngồi. Và nếu mà các bạn đem xay cái hạt cacao ngồi này mịn ra thì sẽ thành bột cacao nguyên chất, hoặc là sẽ làm được cacao. Thì cái phần cacao ngồi này á, thì đối với những ai không quen á thì cũng khá là khó ăn, và chính vì vậy mà người ta thường độn với sữa chua hoặc là độn với những cái món ăn khác để giúp cho dễ ăn hơn. Bởi vì cái vị của cái cacao ngồi này nè thì nó sẽ không có ngon gì mấy, bởi vì nó có vị đắng nè, cái họng nó vẫn chua chua. Tuy nhiên thì nó vẫn có mùi thơm và đặc trưng của cacao nguyên chất, rất là khác biệt so với các loại sô cô la mà các bạn ăn. Thì một túi như thế này á thì sẽ là 250 g. 250 g các bạn có thể ăn trong vòng vài tháng luôn á. Rất là nhiều. Thì thành phần dinh dưỡng của cacao ngồi á bao gồm là protein, lipid và các loại vitamin khác. Thì nó có chứa chất chống oxy hóa cao là polyphenol, giúp ngăn ngừa lão hóa, đẹp da và phòng chống các bệnh ung thư nè, giảm cao huyết áp. Và đây là một món ăn rất là tốt để giúp cho các bạn giảm cân. Bởi vì khi mà ăn cacao ngồi sẽ giúp cho mình cân bằng calo và giảm đi cái cảm giác thèm ăn. Bởi vì ăn cái này nó khá là no hơi á. Thì đối với những bạn trẻ đó, thiên hướng về sức khỏe đó, thì họ sẽ biết về cái sản phẩm cacao ngồi này. Nhưng mà còn lại thì cũng khá là ít người biết. Bởi vì cái sản phẩm này nó có mùi vị, cái vị nó cũng không được ngon, và cái mùi nó cũng có thể là sẽ gây cái cảm giác khó chịu và buồn nôn đối với những người mà không quen. Nó sẽ đựng trong một cái túi viết như thế này. Mở ra thì sẽ xộc lên mũi là một cái mùi có một cái vị chua và một cái mùi cacao khá là nồng đó. Các bạn có thể thấy nè, kích thước của cacao ngờ nó sẽ không có bằng nhau nha, bởi vì nó sẽ có hột to và hột nhỏ, nó sẽ xen kẽ nhau. Và mỗi lần mình ăn á thì các bạn chỉ cần ăn một nắm hoặc là một chén nhỏ thôi là đủ. Và đối với những bạn tập ăn á thì mỗi lần á ăn thì mình chỉ nên ăn một hạt như thế này thôi. Vậy các bạn biết sao không? Nếu mà các bạn bỏ vô một bọng lớn vô trong họng á và các bạn nhai á thì nó sẽ đem lại cái cảm giác giống như là mình nhai cát. Nhai cát vậy á, nó rất là nhám. Đồng thời thì
nếu mà ăn nhiều quá thì nó sẽ đắng rất là nhiều và nó cũng sẽ chua, tạo nên cái một cái cảm giác khá là khó chịu. Do đó nên đây là một cái món ăn vặt và các bạn chỉ nên ăn một lần khoảng một hạt như thế này. Cái vị của nó thì khá là giòn, vẫn có mùi sô cô la, phải nói là mùi nguyên thủy của mùi sô cô la luôn á. Khi mà nhai nát ra thì nó có một cái vị béo nhẹ và nó có một cái vị chua. Chua và đắng nhẹ. Nói chung là cái vị nó cũng khá là lạ. Bên cạnh đó thì mình còn có nghe cái mùi bia nữa. Bởi vì đây là hạt cacao đã lên men rồi đó, nên khi mà mình ăn á thì nó sẽ nghe cái vị, cái mùi nó giống như là cái mùi bia vậy đó. Tuy là cái mùi bia nhẹ thôi, nó không quá nồng, nhưng mà khi mà mình nhâm nhâm thì mình vẫn có cảm giác khá là rõ. Nói chung đây là một cái món ăn vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe, giúp cho mình phòng tránh được nhiều bệnh, giúp cho đẹp da, ngăn ngừa lão hóa trẻ lâu nữa, nên đây là một cái món ăn khá là tốt. Các bạn đừng mong chờ đây là một cái món ăn ngon và hấp dẫn nha, thật sự thì nó không có ngon, nhưng mà nói về tốt á thì nó khá là tốt cho sức khỏe. Mới đầu mình chưa quen thì mình có thể ăn số lượng nhỏ thôi, khi mà mình quen rồi thì mình sẽ tăng lên từ 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 từ. Và đối với những bạn mà nhạy cảm á thì khi mà ăn cà cao nguyên chất như thế này nè, ăn với số lượng lớn á thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng gọi là say cà cao, giống như là say cà phê vậy đó. Thì cái hiện tượng đó nó sẽ làm cho mình cảm giác đánh trống ngực, hồi hộp và cảm giác là hơi nhức đầu một chút xíu và hơi chóng mặt và tim đập rất là nhanh. Nhưng đó là cái cảm giác tạm thời thôi, và nếu mà các bạn có bị cái cảm giác đó thì nhớ là phải uống thật nhiều nước, uống càng nhiều nước càng tốt, thì cái cảm giác đó nó sẽ qua rất là nhanh. Còn đối với những bạn mà dị ứng đối với cacao á thì nhất định là đừng ăn. Khi mà các bạn ăn á, nếu mà cái cảm giác như là có cảm giác như là ngứa, nổi ban đỏ hoặc là cứng cổ cứng họng này kia thì nhất định là phải ngưng liền, không được ăn, bởi vì các bạn nếu mà ăn nữa thì sẽ bị sốc phản vệ và rất là nguy hiểm đối với tính mạng của mình. Còn những bạn bình thường mà ăn sô cô la được thì sẽ ăn món này được, không sao hết. Một bịch như thế này là mình ăn hơn một tháng rồi, mới được có nửa bịch à. Nếu mà các bạn muốn mua thì có thể mua ở trên mạng, ghi là cà cao nít hoặc là ghi là cà cao ngồi thì nó sẽ ra nhé. Nên các bạn đã xem video của mình, và nếu mà các bạn thích nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh nhé.